Ơi, vô đây. Mẹ mẹ đưa đưa để em đóng ra ngoài đi. Vô đóng đóng hàng. Ui, con thích bố, con thích bố. Con thích bố. Không thích bố, không thích bố. Lâu rồi, hỏng hết rồi. Nó bỏ ra đi. Dùng tay. Cái này. Trời ơi. Cái bóng nó bị làm sao này, băng dính bị. Bóng nó băng dính đẻo. Ôi, băng dính cũ. Lâu lên băng dính đẻo thế. Ôi giời ơi, cái băng rấn đều quá. Hàng kém chất lượng. Quay được một chưa được một vòng ấy đứt mất. Chẳng hiểu kiểu gì. Yeah.
Chịu rồi. Chịu băng dính rồi. Tháng 3. 7 tháng 3 mình sẽ phun sâu. Nó bị đứt. Sâu hắn cụt hết cả hoa rồi. Chất lượng là kém quá. Còn phải chiều này. Cái lô này chắc chắn mình phải quay rồi. Bởi vì bây giờ nó ra sâu như là bây giờ đã. Chẳng thấy người. Hàng hoa kém quá. Ôi, vừa bóc cái bị rồi. Sao nó đứt thế nhỉ? Nó bị ra rất lồn đứt, bây giờ hơi tí đứt, hơi tí đứt. Để mắt tay đây, giữ lại bây giờ thuật này. Ui, nó đứt thì giữ đây lại. Nó đứt, ôi trời, vừa thỏ tay vào đã, nó rơi vào. Đây, đứt gọn như cưa ấy, chắc chắn làm sao. Cái quận nó dính đẹp lâu đây hàng hóa thế chứ không đồng bộ. Ôi. Nhiều cái da sức giật đứt này hơi tí đứt. Tốt nhất mất đi rồi. Đến lúc cần đứt thì đang đứt. Sao à? Wow. Trời.